Chào các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những hồi tiếp theo trong quyển tập Diễn nghĩa của tác giả là Quang Trung. Và ở hồi trước, hồi số 52, chúng ta đã tìm hiểu được hai sự kiện quan trọng. Sự kiện đầu tiên là việc Triều Dân nhất định muốn lấy lại Nam Quận và Kinh Châu nên đã quyết một trận sóng mái với Khổng Minh. Thế Nhân được lời khuyên can của Tử Kính, và Tử Kính mong rằng Chu Du có thể cho mình đi sang để có thể khuyên hàng được Lưu Bị, mong Lưu Bị có thể trả thành trì lại. Và chính ở lần đi này, ta có thể thấy được tài đối đáp của Khổng Minh. Khổng Minh đã dùng những lời lẽ hết sức khéo léo và chuẩn bị kỹ càng để có thể đối đáp lại lời đề nghị của Tử Kính và Chu Du. Nhờ đó mà Lưu Bị có thể giữ vững được Nam Quận và Kinh Châu. Sự việc tiếp theo chính là việc Triệu Tử Long lừa mẹo lấy Quế Dương. Triệu Tử Long là một tướng giỏi của Lưu Bị, và trong những lời nói của Triệu Tử Vong, chúng ta hay nghe câu "Ta là Triệu Tử Long ở Thường Sơn đây", và Thường Sơn là một trận đánh đã làm nên tên tuổi của Triệu Vong. Triệu Vong chỉ một mình đơn thân độc mã xông vào nơi đông người, hàng vạn người, nhưng chúng không người. Chính vì vậy, khi Triệu Vong dùng mẹo để lấy lại Quế Dương từ tay của bọn Triệu Phạm, và cũng chính ở sự kiện này, ta cũng có thể thấy được sự trung nghĩa và tính cương trực trong con người của Triệu Tử Vong. Và nhân thấy Triệu Tử Long lập được công lao, Trương Phi cũng muốn lập được chút công lao, thì Trương Phi tỏ ý hận dỗi và muốn đi lấy Vu Lăng. Thì trước khi đi, Khổng Minh đã đưa ra điều kiện cho Trương Phi. Không biết rằng Khổng Minh đưa ra điều kiện gì để Trương Phi có thể đi lấy được Võ Lăng, thì ở hồi số 53 này chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Hồi thứ 53, Quan Văn Trường thả Hoàng Trung không giết, Tôn Trọng Mưu đánh Trương Liêu bị thua. Khổng Minh bảo với Trương Phi rằng khi trước Tử Long ra lấy Quế Dương phải lập tờ quân lệnh mới được đi, nay Dật Đức muốn ra lấy Võ Lăng cũng phải làm như thế. Trương Phi liền làm tờ quân lệnh và hớn hở lĩnh 3.000 quân cấp tốc đến Võ Lăng. Kim Toàn nghe tin Trương Phi đến, liền tụ tập các tướng kéo ra nghênh địch. Quan Tùng Sự là Cục Chí can rằng Lưu Huyền Đức là hoàng thúc nhà Hán, dòng thị tứ khắp cả thiên hạ, thêm vào đó Trương Phi khỏe mạnh lạ thường, không thể định nổi, chi bằng ta đầu hàng là hơn. Kim Toàn lúc bấy giờ nổi giận, mắng rằng mày muốn thông đồng với giặc để làm tay trong à? Lập tức quét võ sĩ lôi ra chém, tướng tá xúm lại kêu xin, nói chư xuất quân đã chém người nhà, như thế là không có lợi. Toàn mới mắng đuổi chí ra, rồi dẫn quân ra ngoài thành. Chưa được 20 dặm thì gặp Trương Phi đến. Phi dừng ngựa, chỉ mau vào quát mắng Kim Toàn. Toàn hỏi bộ tướng, ai dám ra địch? Người nào người nấy luống cuống, sợ hãi, không dám ra. Toàn phải tế ngựa múa đao ra đón đánh. Phi gầm lên một tiếng như sét đánh. Kim Toàn mất vía, không dám giao phong, quay ngựa trở về. Phi dẫn một quân đuổi theo đánh giết túi bụi. Kim Toàn chạy về đến dưới thành, thì bên trên bắn tên xuống như mưa. Toàn giật mình, trông vào thấy Cụm Chí Đức ở trên mặt thành nói rằng ngươi không theo thiên thời, tự rước lấy bại vong, ta cùng bắt tính đầu hàng Lưu Hoàng Thúc vậy. Cụm Chí chưa nói dứt lời thì một mũi tên bắn tinh vào mặt Kim Toàn. Toàn ngã nhào xuống ngựa, quân sĩ cắt ngay đầu nộp cho Trương Phi. Cục Chí ra xin hàng. Phi sai Chí mang ống tính đến Quế Dương ra mắt Huyền Đức. Huyền Đức mừng lắm, cho ngày Cục Chí làm thay chức Kim Toàn. Huyền Đức thân đến Võ Lâm phụ dụ nhân dân,
rồi viết thư báo cho Văn Trường biết tin Tử Long giật đất, mọi người đã lấy được một quận. Văn Trường viết thư về, nói rằng còn lại một quận Trường Sa, nếu huynh trưởng không coi em là kẻ bất tài, xin cho em giành được công lao đó thì hay lắm. Huyện đất mừng rỡ, bằng lòng để Văn Trường đi lấy Trường Sa. Về đến nơi, Văn Trường vào ra mắt Huyện đất và Khổng Minh. Khổng Minh nói, khi Tử Long lấy Quế Dương, Giật Đất lấy Võ Lăng, đều chỉ đem có 3.000 quân thôi. Này thái thú Trường Sa là hạng huyền, tuy chẳng ra gì, nhưng hắn có một đại tướng tên là Hoàng Trung, tự là Hán Thanh, quê ở Nam Dương, tướng cũ của Lưu Biểu, cùng với Lưu Bàn, cháu Lưu Biểu làm trống thủ Trường Sa. Về sau, Hoàng Trung theo hạng huyền, này tuy đã gần 60 tuổi, nhưng sức địch muôn người, chớ nên coi thường. Văn Trường có đi, phải đem theo nhiều quân mã mới được. Văn Trường nói, sao quân sư lại đề cao người khác mà làm giảm oai phong của nhà mình thế? Cái thứ lính già ấy có kể vào đâu? Tôi không còn đến 3.000 quân mã, chỉ xin đem 500 quân của tôi quyết chém đầu Hoàng Trung, hạng huyền về dòng dưới trướng. Huyền đất cố gàn lại, nhưng Văn Trường nhất định không nghe, chỉ đem 500 quân bản bộ đi. Khổng Minh lúc này nói với Huyền Đức rằng, Văn Trường khinh thường Hoàng Trung, tôi e lỡ việc, chủ công nên đi tiếp cho. Huyền Đức nghe lời, sau đó cũng dẫn mình đến tiến Trường Sa. Lại nói, thái thú ở Trường Sa là Hạng Huyền, xưa nay tính tình nóng nảy, giết người như ngué, ai cũng oán ghét. Bấy giờ nghe tin Văn Trường đến, Huyền gọi lão tướng Hoàng Trung và bàn bạc. Trung nói, chúa công cứ yên tâm, chỉ một con dao với cái cung này, 1.000 đứa lại thêm 1.000 đứa chết. Huyền Hoàng Trung có sức khỏe như cung đã 2 tạ, bắn 100 phát tinh cả 100. Trung vừa nói chưa dứt lời thì có một người dưới cửa thềm bước ra thương, không cần đến tướng quân, phải ra đánh chỉ một tay tôi cũng có thể bắt được Hoàng Vũ để đem trở về. Hạng Huyền trong xin là ai? Thì ra là quản quân hiệu ý Dương Linh. Huyền mừng lắm, sai Dương Linh dẫn 1.000 quân ra nghênh chiến. Linh đi độ 50 dặm, thép bụi bay mù mịt, quân Văn Trường kéo đến. Dương Linh vét giáp ra ngựa, đứng trước trận, mắng giết khách đánh. Văn Trường giận lắm, chẳng nói nửa lời, tế ngựa múa đao xông lại vào đánh. Dương Linh giơ giáo đón đỡ, chưa được 3 hiệp, Linh bị Văn Trường chém nhào xuống ngựa, rồi đuổi đánh quân Linh đến dưới thành. Hạng Huyền thấy vậy kinh hãi vô cùng, liền sai Hoàng Trung ra đánh. Huyền lên mặt muốn xem, Trung cấp đao lên ngựa, dẫn 500 kỵ binh vượt qua cầu treo. Văn Trường thấy một lão tướng xông ra là biết Hoàng Trung, cũng dàn thành 500 quân của mình thành chữ nhất, rồi cấp ngang thành nồng cao, ghìm ngựa, hỏi, tướng kỳ có phải là Hoàng Trung đó không? Trung đáp, đã biết tiếng ta, sao lại dám xâm phạm bờ cõi của ta? Văn Trường nói, ta lại đây chỉ cút để lấy đầu của ngươi đó thôi. Nói đoạn, xông vào chiến đấu, hơn 100 hiệp chưa phong được thắng phụ, Hạng Huyền sợ Hoàng Trung tốn thế, vội khu chiến để thu quân trở về. Hoàng Trung nhận quân vào thành, Văn Trường cũng rút lui, cách thành 10 dặm hạ trại. Văn Trường nghĩ thầm rằng, lão tướng này, tiếng đồn quả không sai, đánh nhau tới hàng trăm hiệp không sơ hở chút nào. Ngày mai ta phải dùng kế đà đao, quay lưng lại chém mới xong. Hôm sau, ăn sáng no nê, Văn Trường lại đến khiêu chiến. Hạng Huyền ngồi trên mặt thành, sai Hoàng Trung ra ngựa. Trung lại dẫn vài trăm quân kỵ mã vượt cầu treo ra đánh với Văn Trường. Tới 50-60 hiệp vẫn chưa được phân thua. Quân hai bên vỗ tay hoan hô ầm ĩ. Trống đang thúc dụng dập thì Văn Trường quay ngựa chạy về. Hoàng Trung đuổi theo, Văn Trường lại sắp sửa quay đao chém lại, bỗng nghe sau lưng bịch một tiếng, vừa ngoảnh lại thấy Hoàng Trung bị ngựa xa chân trước ngã lăn xuống đất. Văn Trường quay người lại, giơ thanh đao hét lớn,
ta hãy tha tính mạng cho ngươi mà mau về đội người khác ra đánh nữa. Hoàng Trung vội vàng đứng dậy, nhảy lên ngựa chạy tế vào thành. Hàn Huyền kinh hãi hỏi nguyên nhân. Trung thương, con ngựa này vốn lâu đã không ra trận mạc, cho nên lỡ xảy ra việc như vậy. Huyền hỏi, người bắn tên trăm phát trăm trúng, làm sao không bắn? Trung đáp, ngày mai đánh nữa, tôi sẽ giả vờ thua, dự y đến cầu treo mà bắn. Huyền đưa con ngựa xám của mình cho Hoàng Trung. Trung bái tạ trở ra, trong bụng nghĩ thầm rằng hiếm người được nghĩ khí như Văn Trường, hắn thà không nỡ hại ta, ta sao nỡ giết hắn, mà không bắn thì sợ trái lời của tướng quân. Suốt đêm nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng Trung không biết quyết định bề nào cho phải. Sáng sớm hôm sau lại có tin của Văn Trường đến khiêu chiến. Trung lĩnh quân ra thành, Văn Trường hai hôm không đánh đổ được Hoàng Trung, bực dọc vô cùng, liền hăm hở ra sức để đánh đỡ. Chưa đầy 30 hiệp, Trung đã thua chạy, Văn Trường bèn đuổi theo. Trung nghĩ đến ông nghĩ hôm ấy, không nỡ bắn ngay, bèn cài đao vào bao và dương cung bắn hay không. Văn Trường đi tránh nhưng không thấy có tên bay đến, lại đuổi. Trung lại bắn dây không lần nữa, Văn Trường lại lánh, nhưng vẫn không thấy có tên, cho là Hoàng Trung không biết bắn, càng muốn dạ đuổi theo. Khi sắp đến đầu cầu, Hoàng Trung đứng trên cầu, ngừng cung đặt tên, bắn một phát, thì ngay vào quai mũ Văn Trường. Quân trước mặt reo ầm cả lên, Văn Trường giật mình, đeo cả tên chạy về trại. Bấy giờ Văn Trường mới biết Hoàng Trung có tài bắn xuyên qua lá liễu cách xa hàng trăm thước. Bữa nay sợ dị bắn lên quan mũ mình là có ý báo ơn không giết hôm trước đó thôi. Hoàng Trung về thành, ra mắt Hàn Huyền. Hàn Huyền với tạ hữu đón Trung lại. Trung kêu là vô tội. Huyền bắn rằng, ta nhận xét rộng rã ba hôm nay rồi, ngươi còn dám hối ta à? Hôm đầu, ngươi không đánh hết sức, tất có một tay vị. Hôm qua người ngã ngựa, hắn không giết, thế là thông đồng với nhau. Hôm nay hai lần người bắn dây không, đến lần thứ ba là chỉ bắn vào quai mũ, thế có phải là người với hắn vẫn thông đồng với nhau không? Nếu không giết người đi, tất sẽ để lại mối lo về sau. Liền quét tay đao phủ lôi Hoàng Trung ra ngoài cửa thành chiếm đầu. Các tướng định kêu vào, Huyền nói, hễ ai kêu vang cho Hoàng Trung, tức là đồng lõa. Quân vừa điểm Hoàng Trung ra đến cửa, sắp sửa khai đao, bỗng có một tướng hoa đao thoát vào pháp trường, chém chết ngay tay đao phủ, cứu được Hoàng Trung, rồi thét lớn. Hoàng Hán Thăng là thành lụy sứ Trường Sa, nay giết Hán Thăng thì ác gì giết cả trăm họ Trường Sa. Huyền là thằng tàn bạo bất nhân, khinh miệt hiền sĩ, ta nên giết đi mới phải, ai nên theo ta thì lại cả đây. Mọi người nhìn xem, té ra là Ngụy Diên ở Nghĩa Dương, mặt đỏ như gấc, mắt như sao băng. Nguyên Ngụy Diên từ khi ở thành Tương Dương chạy theo Huyền đất không kịp, liền đến theo Hàn Huyền. Huyền biết Diên là người kiêu ngạo, không chịu trọng dụng, nên Diên ẩn náu ở đó. Hôm ấy cứu được Hoàng Trung, Diên rủ cả trăm họ đi giết Hàn Huyền. Diên vượt hồ một tiếng, hơn 100 người theo liền. Hoàng Trung cản không được, Diên đánh thẳng lên mặt thành, hòa đào chém đứt đôi Hàn Huyền, rồi sách đầu dẫn quân bách tính ra hàng Văn Trường. Văn Trường mừng lắm, vào thành phủ dụ dân chúng rồi mời Hoàng Trung lại chơi. Trung cáo ốm, từ chối. Văn Trường sai người về mời Huyền Đức Thẩm Minh đến. Lại nói về Huyền Đức, từ khi Văn Trường đi lấy Trường Sa, cùng với Thẩm Minh đem gấp quân đi sao tiếp ứng. Đang đi, bỗng nhiên một cơn gió nổi lên, cuốn đổ lá cờ xanh. Một con hòa từ Bắc quay về Nam, kêu lên 3 tiếng rồi bay mất. Huyền Đức hỏi, thế là điểm gì? Thẩm Minh đang cưỡi ngựa, bấm tay xem một quẻ, đáp, điểm này chắc chắn Văn Trường đã lấy được Trường Sa và được thêm một đại tướng nữa. Đến giờ ngọ, nhất định sẽ có tin quay về báo cáo. Một lát,
quả nhiên có một tên lính chạy về báo rằng Hoàng tướng quân đã lấy được Trường Sa và được thêm hai hàng tướng là Hoàng Trung và Nghị Diên. Hiện quan tướng quân đang mong đợi chúa công đến để yên dân. Hiện rất mừng lắm, dọn quân vào thành, vòng trường đã đón vào trong nha, thuật lại chuyện Hoàng Trung cho Hiện Đức nghe. Hiện Đức thông đến tận nhà Hoàng Trung mời, bấy giờ Hoàng Trung mới chịu hàng và xin chôn cất hạng huyền ở phía đông thành. Tướng quân khí phái lớn tày trời, đầu bạc phơ phơ, dạ chẳng dời, dù chết cục cam không oán giận, cúi đầu cũng thẹn chịu hàng người. Tuyết pha gươm báu khoe tài mạnh, gió cuốn chân cầu vọng đánh hoài, danh tiếng nhìn thu còn nhớ mãi, đương tương đàm vằn vặt bóng trăng soi. Hiện Đức đại Hoàng Trung tự thế lắm, vòng trường lại đưa Nghị Diên vào ra mắt. Khổng Minh sai võ sĩ lôi ra chém. Hiện Đức giật mình hỏi: Nghị Diên là người có công, không hỏi hỏi tội tình gì, sao quân sư lại giết đi? Khổng Minh nói: ăn lộc của chủ mà lại giết chủ, thế là người bất trung. Ở đất ấy mà lại dân đất ấy, thế là quân bất nghĩa. Vả lại, tôi xem sao lấy hắn có cái phản cốt, mà sao tóc sinh lòng phản nghịch, cho nên chiếm trước để trừ vạ về sau vậy? Huyền Đức ngăn lại, nói: nếu chiếm hắn đi, tôi e những người thiêu hàng khác sẽ sợ hãi, mong quân sư hãy tha cho hắn. Khổng Minh rõ vào mặt Ngụy Diên, bảo rằng: nay ta hãy tha chết cho, người phải hết lòng báo chúa, không được mang tâm này khác. Nếu ăn ở hai lòng, ta đây sẽ lấy đầu người đó. Ngụy Diên dạ dạ mấy tiếng lui ra. Hoàng Trung tiến cháu Lưu Biểu là Lưu Bạc, hiện đang nghỉ ở Du Huyện. Hiện Đức triệu đến, cho coi quận Trường Sa, bốn quận bình định đâu đấy. Hiện Đức thụ quân về Kinh Châu, đổi tên cử Du Giang là huyện Công An. Từ đó đến huyện Đức lắm tiền nhiều lương, hiện sĩ tấp nập theo về, chia quân mã đóng đồn bốn phía, trấn giữ các cửa ải. Lại nói Chu Du về Sài Tàng để dưỡng bệnh, lại sai Cam Ninh giữ quận Ba Lăng, Lăng Thống giữ quận Hán Dương. Hai nơi này đều phải sắp sẵn kiến thuyền đợi lệnh. Còn Trịnh Phổ thì dẫn các tướng sĩ đến Hợp Phì. Viên Tôn Quyền sao trận xích bích, vòng nóng trại gần Hợp Phì, đánh nhau với Tào Tháo, lớn nhỏ đánh hơn chục trận chưa phân được thắng bại. Quyền phải hạ trại cách thành 50 dặm, không dám nắm vật đóng gần thành. Nghe tin Trịnh Phổ kéo quân đến, Quyền mừng lắm, thả ra ngoài dinh ý lão quân sĩ. Có tin báo Lỗ Túc đến trước, Quyền xuống ngựa đứng đợi. Túc thấy thế cũng cuồng nhảy xuống ngựa thì lễ. Các tướng thấy Quyền kính trọng Lỗ Túc như thế, ai cũng ngạc nhiên. Quyền mời Lỗ Túc lên ngựa, giống cương và cùng đi vào, bảo nhỏ với Túc rằng: ta xuống ngựa đón tiếp như thế, người đã thấy vị của ban chưa? Túc nói: bẩm chưa ạ. Quyền hỏi: thế nào mới được xem là vĩ ban? Túc đáp: chỉ mong chúa công uy đức bao trùm cả chính châu, gây thành đế nghiệp, cho tôi được ghi tên vào rèn lụa, thế mới là vĩ ban. Quyền một tay cười ầm ầm lên, vời tới trướng, mở đại tiệc khao thưởng các tướng sĩ và vào bàn tiệc để đánh quân với Hợp Phì. Chờ có tin Trương Liêu sai người đưa thư đến, Tôn Quyền mở thư ra xem, giận quá, nói: Trương Liêu hình ta lắm, hắn thấy Trịnh Phổ vừa đem quân đến nên cố ý cho người đến khiêu chiến. Ngày mai ta không còn đem quân mới ra, chỉ còn dẫn quân cũ đến một trận thật to, xin làm sao? Lập tức truyền lệnh cho ba quân thành ba đêm ấy kéo sang thành Hợp Phì. Khoảng giờ thìn, quân mã đi được nửa đường, vừa gặp quân Tào, hai bên giang rộng. Tôn Quyền đội mũ trọng vàng, mặc áo giáp vàng, nài nịch võ nghĩa, cưỡi ngựa ra trận. Bên tả có Tống Khiêm, bên hữu có Gia Hoa, cầm hai ngọn kết đất hộ vệ, giúp ba hội trống về phía trận quân Tào mở cửa toan. Ba quyền tướng dung phục chỉnh tề đứng đợi, Trường Liêu ở giữa, Lý Dưỡng bên tả,
nhạc tiếng bên hữu. Trương Liêu tế ngự ra trước, thách Tôn Quyền quyết chiến. Quyền múa thương muốn ra, thì thái sử Từ đã bét giáo tế ngự ra. Hai tướng đấu nhau 7-80 hiệp, chưa phân được thắng bại. Lý Điển vào bảo với nhạc tiếng rằng: trước mắt có một người đội mũ chẩm vàng, đó là Tôn Quyền. Nếu bắt sống được hắn thì báo thù cho 83 vạn đại quân của ta. Điện nói chưa dứt lời, Nhạc Tiến một đao một ngựa nhanh như chớp, cất lẹn lướt thẳng đến chỗ Tôn Quyền, hoa đao chém xuống. Tống Khiêm, Giả Hoa vội vàng do khoảng cách ra đỡ. Tiến Liêm một nhát dao, hai ngọn kích gãy cục. Hai người chỉ còn cách kén kết, cứ thế né đầu ngựa mà dọc. Tiến quay ngựa trở về, Tống Khiêm giật ngọn giáo trong tay quân sĩ đuổi theo. Lý Điển như con bắn giữa bụng Tống Khiêm. Tống Khiêm nhào luôn xuống ngựa. Thái Sử Từ nghe phía sau có người ngã ngựa, liền bỏ Trương Liêu chạy về trận. Nghe phía Liêu thượng thế đánh nhóm vào, quần ngô bối rối chạy tán loạn. Liêu trông thấy Tôn Quyền thúc ngựa đuổi theo, đến gần sát nơi thì một toán quân tập ra, đi đầu là Trịnh Phổ chặn đánh một trận, cứu được Tôn Quyền. Trương Liêu bèn thu quân lại để về Hợp Vi. Trình Phổ bảo vệ Tôn Quyền về trại, quân sĩ lục tục kéo về sau. Quyền thấy mất Tống Khiêm, khóc ầm cả lên. Trưởng sử là Trương Hoàng nói rằng: chú công cậy thế hùng mạnh, coi thường quân giặc, để cho bao quân ai cũng rùng mình. Giá thử có chiếm được tướng, cướp được cờ, uy danh lần này chiến trường cũng là việc của một người tướng mọn, chứ không phải việc của chú công. Xin chú công hãy bỏ cái tính cậy khỉ của mạnh môn hạ dục lại, để nghĩ đạo vương bá mới phải. Vả lại, Tống Khiêm chết trong đám tên đạn cũng vì chú công khinh địch gây ra. Từ này trở đi, chú công giữ gìn cẩn thận mới được. Quyền tạ rằng: đó quả là lỗi sai của ta, ta sẽ xin sửa chữa. Một lát, Thái Sử Từ vào trướng bẩm rằng: tôi có một thủ hạ tên là Hoa Định, bà con có tên giám mạ của Trương Liêu. Nhân tên này bị Liêu đánh mắng, đáng giận lắm. Chiều nay, hắn sai người đến báo xin đốt lửa làm hiệu, đâm chết Trương Liêu để báo thù cho Tống Khiêm. Vậy tôi xin mang quân vào để làm ngoại ứng. Quyền hỏi: Hoa Định ở đâu? Nó đã nhảy vào trong thành Hợp Phì rồi, tôi xin lệnh 5.000 quân mã ở đây. Và mình xin giải thích một chút, Mạnh Bôn và Hạ Dục, người thời chiến quốc. Hạ Dục là người thời nhà Chu, hai người đều là dũng sĩ. Và các cận nói, Trương Liêu là người đa mưu, hắn cất phòng bị trước, không nên vội vàng. Quyền vì thương xót Tống Khiêm, lại nóng lòng muốn báo thù, liền sai Từ dẫn 5.000 quân đến để làm nội ngoại ứng. Hoa Định nguyên là người làng với Từ, hôm đi ấy đã lẹn vào đám quân Tàu, theo về đến Hợp Phì, tìm thấy tên giám mã, hai tên bàn bạc nhau. Hoa Định nói: tôi đã sai người đi báo tin cho Thái Sử Từ rồi, đêm nay thế nào cũng sẽ đến tiếp ứng, anh định làm kế hoạch ra sao? Tên giám mã nói: chỗ này cách trung quân khá xa, đêm khuya không kịp tới được, chỉ nên ra đốt đống cỏ, rồi anh chạy ra kêu ầm lên là có bọn phiến loạn. Tất nhiên quân sĩ trong thành sẽ bối rối, nhờ nó mà giết chết được Trương Liêu. Hoa Định nói rằng kế ấy quả thật hay lắm. Đêm đó, Trương Liêu thắng trận trở về, khảo thưởng cả ba quân, rồi truyền lệnh cho tướng sĩ không được cởi áo giáp nằm nghỉ. Tả Hữu bẩm: hôm nay thắng trận, quân Ngô phải trốn xa cả, sao tướng quân lại không cho tướng sĩ cởi áo giáp mà nghỉ ngơi? Liêu nói: không phải rồi, khéo làm tướng đừng thấy được mà mừng, đừng thấy thua mà lo. Phỏng thử quân Ngô đoán ta không phòng bị, thừa cơ đến đánh úp, thì ta làm gì để chống chọi lại được? Vậy nên đêm nay ta muốn phải cẩn thận nữa, cẩn thận hơn mọi đêm mới được. Liêu chưa nói dứt lời thì mấy sao trại đã bốc cháy. Tiếng kêu phản ầm ĩ, hai người đến báo tin với mắt cưỡi. Trương Liêu ra trướng trên ngựa, gọi hơn chục tướng tá tâm phúc đứng ngang để chặn đường. Tả Hữu bẩm: tiếng reo đang gấp lắm,
chúng ta nên tới đó để xem tình hình ra sao. Liêu nói, không có lẽ là hoàn toàn làm phản đâu, đó là quân phiến loạn, cố ý làm kinh động quân sự đấy, quân sĩ đấy thôi. Nếu ai xôn xao lên thì đem đi chém. Được một lát, Lý Điện bắt được Hoa Định và tên giám mã dọn lại. Liêu ra thảo biết rõ được mưu mô, lập tức chém hai tên ấy ở trước ngựa. Lại nghe thấy ngoài thành đánh trống khu chiên, họ reo ầm ĩ, ịnh ỏi cả lên. Liêu nói, đây hẳn là quân Ngô ở ngoài thành để làm ngoại ứng, ta nên nhân kế của địch mà phá chúng đi. Liền sai người đốt một đám lửa ở trong thành, reo hò làm phản, rồi lại mở toan cửa thành ra, buông cầu đem xuống. Thái sử Từ thấy cửa thành mở toan, chắc có nội biến, vội vét giáo tếm ngựa để xông vào trước. Bỗng đầu trong thành lại nổ ra một tiếng pháo, tên bắn xuống như mưa. Từ vội vã rút lui thì mình đã bị trúng mấy mũi tên. Sau lưng lại có giết Lý Điện, Nhạc Tiến cố sức đuổi ra mà đánh. Quân Ngô hại quá nữa, hai tướng thừa thế đuổi đến tận cửa trại. Lục Tú bỗng tập đổ ra cứu Từ, lúc ấy quân Tào Tháo mới chịu về. Tôn Quyền thấy Thái sử Từ bị tên đau nặng, lại càng thương cảm. Rương Chiêu khuyên Tôn Quyền bãi binh, nghe lời thu quân xuống chiếc thuyền kéo về Nam Từ, Nhuận Châu. Từ đau nặng quá, Quyền sai Rương Chiêu đến thăm. Từ lúc này kêu to lên rằng, đại trưởng phu sinh ra trong đời loạn, nên điều ba thúc gương, lập nên công trạng bất hủ, này chưa thỏa chí, sao lại phải chết thế này? Từ kêu xong thì mất, khi ấy hắn chỉ mới có 41 tuổi mà thôi. Người sau có thơ khen than rằng, Thái sử Từ Đông Lai, trung hiếu viện cả hai, danh tiếng vang thiên hạ, cung ngự tỏ nghề tài. Bắc Hải đền ơn khách, thần đình mãi đánh đai, Lâm Chung còn hạt khái, ai ai cũng cảm khoai. Tôn Quyền nghe tin Từ mất, đau xót vô cùng, sai làm ma to an táng ở nơi Bắc Cố, quận Nam Từ, rồi đem con Từ là Thái sử Hành về nuôi ở trong phủ. Nhắc đến huyền đất ở Kinh Châu, nghe tin Tôn Quyền thua to ở Hợp Phì rút về Nam Từ, bèn mời Khổng Minh vào để bàn bạc. Khổng Minh nói, ban đêm tôi đây đã xem thiên văn, mỹ tây bắc có một ngôi sao xa xuống đất, tất thiện mất người ở trong hoàng tộc. Đang bàn chuyện thì có tin công tử Kỳ đã tạ thế. Huyền đất được tin bèn không thương thê thảm. Khổng Minh khuyên giải rằng, người ta sống chết đã có số, chú công không nên sầu não có hại đến sức khỏe. Xin hãy giải quyết việc lớn là cho người sang đó coi giữ thành trì và lo liệu quyền của dân chúng. Ngoài ra cũng có thể liệu được tan. Huyền đất hỏi, nên sai ai đi? Khổng Minh thương, việc ấy nếu không có Vân Trường thì không xong. Liền sai Vân Trường cất quân đến trống thủ Tương Dương. Huyền đất lại hỏi, nay Lưu Kỳ mất, Đông Ngô sẽ tất đòi lại Kinh Châu, ta sẽ ăn nói làm sao? Khổng Minh nói, có người lại, tôi đây sẽ có cách đối phó, xin tướng công đừng nghĩ ngợi chi thêm. Được nửa tháng, có người báo Lộ Túc ở Đông Ngô đến Nguyên Tan, đó là dàn mưu nghĩ mẹo sẵn sàng, chỉ chờ hồ sứ bước ra đối lời. Và chúng ta không biết rằng trong chuyến thăm này Lộ Túc sẽ nói những gì, hắn liệu rằng sẽ dùng những lời lẽ như thế nào để có thể đòi lại được năm quận và Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng liệu rằng lúc này có còn ứng đối được hay không, ông đã có những sự chuẩn bị như thế nào, liệu rằng Nam quận Kinh Châu có một lần nữa lại về tay của quân Đông Ngô hay không. Chúng ta sẽ đợi xem những hồi tiếp theo ở trong Ngụy Đâm Quốc Diễn Nghĩa này.
đại hội, sao chúng ta sẽ biết được lời của Khổng Minh đối đáp với Lưu Túc như thế nào?